phải nhớ là gói một uống trước, gói hai không thấy uống sau, kiêng gói hai mới kiêng. Còn những cái người lấy thuốc ấy, nhớ cái điểm này cho một kỹ, mỗi một gói thuốc này về chia làm cho tôi 15 ấm, mình cứ đặt gạt ra đủ 15 ấm. Mỗi một ấm này thuốc cho tôi 2 lần, lần thứ nhất khoảng độ 2 lít nước, lần thứ hai cũng khoảng độ 2 lít nước. Nhưng mà lần thứ nhất khoảng độ 2 lít nước ấy, mình đun sôi lên, mình bắt xuống ngay cái công thượng, đun đặt, không phải sắc đặt đâu. Nhớ một tí đấy, nhất là các cụ già này, cứ sắc đặt là đủ luôn ý, xanh tí thì đấy. Đấy, người mình cứ gạt gạt ra 15 ấm, lấy cái bát như thế này, cái gì thì cái à? Bát cũng được, cái gì cái mình múc lấy một gạt gạt 15 ấm, gọi là 15 ấm. Chứ ở trong cái này gọi chén, mình lấy gọi ấm. 15 ấm trong cái này bát thì mình múc lấy một cái đông ta làm gì. Ở đây vẫn nghe được không ạ? Không, chứ không phải trong mình dành cái bát bút lấy một cái mình đông làm thứ đông như mình đông tố cơ của chi đấy dễ dàng không thôi. Thì mỗi một ấm này đun lần thứ nhất thì khoảng độ 2 lít nước, đun sôi lên một cái bắt xuống ngay rót vào trong bếp. Còn cái ấm thuốc này với cái bã thuốc này để nó lên là buổi một tiếng mình đưa vào tủ lạnh, không có hỏng tủ lạnh, đưa vào tủ lạnh ngăn mát đi. Còn cái như cái phích nước này đấy, mình uống thay nước hàng ngày, khát nước lúc nào cũng uống ấy. Không người không biết trong ngày 2 lít thì sáng ngày mai uống cũng không phải là mỗi ngày bắt trong nên phải hết tập này nước, uống theo cơ thể của con người của mình. Ai uống nhiều hơn cho nhiều thêm nước. Thế thì người sáng mai và ngày kia những người uống mới là mình, tôi chưa quen được thuốc, sáng dậy mình ăn uống cái gì một tí xong mình hay uống thuốc, không biết bị say. Còn bất cứ lúc nào mình uống thuốc vào ấy, trong người của mình ấy, biểu hiện đã thấy buồn nôn, hoa mắt, chóng mặt là đã bị say thuốc. Say thuốc nam thì không bị gì đâu, khỏi càng nhanh nhanh, nhưng mà say còn hớt cả say rượu đấy, mà khỏi nhanh lắm, khó chịu. Trường hợp đã bị say thuốc, mình ngừng lại khoảng 2-30 phút sau uống, mình lấy một nửa cốc nước thuốc, lại pha tiếp với cái nước phích, nước trắng ấy, để làm loãng rượu ở trong cốc mình uống khỏi phải say. Còn nếu mà ai chịu được ấy, khỏi nhanh lắm, mà đã cố tình uống vào thêm tí say còn hơn cái rượu nằm luôn thì không thể được đâu. Đấy, bởi vì cái thuốc của tôi rất là đấy là cái phần uống thuốc. Sau khi uống hết cái đầu ấy, mình mới lôi cái ấm ở trong cái tủ lạnh ra, không nó thiêu, nhưng là nó thiêu mà không uống. Phun hai lần thôi, thuốc xong bỏ đi, nước thứ ba còn ra thuốc lắm ấy, chẳng có cái gì gì nữa được. Nếu mà còn nhà người nhà muốn uống ấy, thì cứ đun cho người nhà uống, nó thuốc bổ thôi. Đấy, đấy là cái uống thuốc. Còn cái phần bảo quản thuốc, cái thuốc mang về anh em không được rửa, không được bỏ cái vụn bột nhỏ ở trong, nó có cái nhỏ ấy. Đấy, đây là cái quan trọng lắm ấy. Ai nhớ được về cái rửa cái thuốc của tôi, đừng có uống làm gì. Uống vào cũng chẳng khỏi được đâu, bệnh phải càng tăng đó. Bây giờ cả nhà lấy cái thuốc ấy, nhìn cái túi thuốc giống nhau luôn, ai cũng thế, nhìn giống nhau luôn. Nhưng mà toàn bộ cái to to này nó chả có cái vị gì đâu. Ai cũng phải có huyết áp, đường ruột, tim mạch của máu hết. Còn cái phần cây thuốc của tôi, bản quyền cây thuốc tôi chứa bệnh nó nằm ở trong cái tờ nhỏ ở trong ấy. Anh em nên nhớ cái điểm này. Đấy, còn nếu mà về đến nhà đi rửa đi bà tôi mình hết được. Thế mang về cái thuốc này mang đi phơi. Người nắng mình mang đi phơi. Quy cách phơi phải dùng những cái giấy báo hoặc là cái bạc mình lót qua dưới đi. Cố những tờ nhỏ kia. Nếu trời mưa mình cũng phơi nắng được thì để tủ lạnh thì vẫn mốc, đừng đưa vào tủ lạnh. Nhiều người nói không nhớ được về nhà cứ cho tủ lạnh vẫn mốc luôn. Tủ lạnh không làm gì đến thuốc của tôi. Cái nhiệt của cái cây thuốc của tôi rất là cao. Đấy. Mà nếu thật chính là nhỏ. Đấy, mà cái nếu mà mang đi vào lò bánh mì chẳng hạn thì mình phải cho vào cái khay vào cái gì đi. Đấy. Và cái khay nếu không phải cái sàn ấy thì nó dơ hết cái chữ kia. Đấy. Thế còn tốt nhất là nếu trời mưa thế này anh em về làm cách này dễ nhất, mất khoảng 3-40 nghìn nó mua lên cái bóng điện gọi là bóng tóc này nhé, bóng thủy tinh ấy. Mình lấy cái bóng thủy tinh kia ấy, cho mình cho vào cái trụ nhôm một inox nhá, đừng cho trụ nhựa, nó héo cả trụ nhựa đi đấy.
chùa Dung và cái chùa Đi Nốt ấy, mình bỏ cái thuốc xuống đấy, xong là mình thắp cái bóng điện lên, mình thò cái tay qua dưới, thấy nó hơi nóng nóng, nó ấm như trời nắng được rồi, mình chát quá, một hai tiếng sau mình đi đảo lại một cái thì nó khô, không có gì cả. Đấy, thế là cái bảo thuốc. Với một năm thì tùy tháng 7 và tháng kim âm lịch, kể cả người lấy cưới và lấy cú cũng bệnh nó bình thường thôi. Thì là những cái thuốc người ta cho đây đấy, thì người ta pha cái thuốc nhảy được đi theo rồi, nhưng mà cái bệnh tháng càng này nó thế, nhảy nó chậm hơn, nó cái tháng như vậy. Nếu không lấy cái tháng dùng như cái tháng ấy, đấy, như cái tháng bình thường ấy thì nó khỏi rất nhanh, còn như cái tháng bảy tháng giêng ấy, một khi con cháu người ta đến thì đặt cái mắm người ăn, người không ăn nó mất cái gia đình. Thế cho nên là chúng tôi ăn tốt, trường hợp những cái gì ăn xuống nó không ổn định được thì cái thuốc của tôi không phá nổi thì mình hay kiêng sau đấy, còn cứ ăn tốt được rồi. Thế là trong ngày cái tháng sau đấy, anh em ấy lên lấy thuốc ấy thì phải cầm cái tờ giấy này lên, cái tờ giấy này không có gì quan trọng, là cái ký hiệu của tôi ở đây không ai biết được đâu, cái chú gì SN, cái chú gì TK, cái chú gì 3 chấm, cái chú gì 5 chấm, đây là ký hiệu cái thân bệnh để tôi đi pha thuốc. Đấy là ký hiệu của tôi. Ví dụ như cái tháng này nó 10 phẩy, tháng sau nó giảm xuống 3-4 phẩy, hoặc là giảm xuống từ nào người ta pha cái thuốc nó dễ dàng hơn. Còn cây thuốc không phải tháng nào như tháng nào đâu. Anh em uống hết cái tháng này, những cái người ở xa quá được hai gói, gói mùi cũng khác này, gói hai cũng khác vị này, mà nhìn cây thuốc đúng như nhau rồi. Đấy, nó ở trong cái phần nhỏ nhỏ ở trong đấy. Đấy, đấy không ai trẻ ai biết được trong. Bây giờ mất cái tờ giấy đấy, thì mình lấy cái điện thoại chụp vào, nên mở cái điện thoại ra là được. Đấy, đấy giống như là đấy là một điểm. Như hôm nay ấy, tôi còn có tiền đâu một chút. Tôi cũng nói thẳng ra đấy, bây giờ trên 6.000 bệnh nhân, gần 7.000 rồi. Cây thuốc bây giờ mỗi một tháng làm việc từ mùng 1 đến hết ngày 11 âm lịch, gần 50 tấn thuốc, gần 50 tấn. Bây giờ hết nhiều điểm rồi. Đấy, thế anh em về cái người nào chữa khỏi thì thôi về đến nhà thì không cho chuyện người ta đâu. Cứ mỗi một ngày một người mới cái xe và cái bể ô tô thì hôm nay nó còn đi. Hôm qua về đến nhà gần 200 người, không làm nổi. Bây giờ tôi dập hết một cái xương sườn rồi, tôi cố thôi, làm những cái người cũ đó. Đấy, còn những cái người mới này, cái người cũ thì đang chứa được gần khỏi rồi, thì lại tháng sau nữa, cái dược liệu đi gần hết rồi. Anh em sẽ có ngày ảnh hưởng đến cái người cũ ấy. Cứ về cái mồm của mình, cứ ui tôi lấy ông kia thế này thế nọ. Đấy, phúc cũng thế rồi, thừa phúc được bà muốn lấy tôi chia cho một nắm. Thừa rồi, trên 6.000 đi thừa phúc được. Đấy, anh em phải lấy cái bệnh nó quá nặng, trường hợp như cái ung thư này chẳng hạn, tôi vẫn cứ phải sẵn sàng tôi giúp. Còn cái bệnh đau đầu ỉa chảy cũng chạy về với tôi, vì tôi nói thật ra sẽ có ngày cái người ung thư này sẽ bị này. Sau khi hết thuốc rồi một cái, tôi sang thuê thầy tôi rồi, mỗi một tháng làm việc mùng 1 đến hết ngày 11. Sang ngày 12, 13 tôi sang tàu ở đâu tôi ngồi ở đây đâu. Cuối tháng 28, 29 tôi như vậy. Đấy, thế mà hết tôi dược liệu rồi lấy cái gì cho anh em? Cái đất là cái đá à? Tôi kêu lên còn hết. Mỗi một tháng rồi mất 40-50 tấn thuốc này thì lấy cái gì cho em? Để nó vẫn bớt đi cái bệnh nặng hay đến, tôi vẫn sẵn sàng tôi giúp hết mình. Còn những cái bệnh nghề nhẹ anh em đi chỗ khác đi. Từ lúc yên về đến đây nếu mà thu cái biển quảng cáo ấy, cũng đi được hàng đánh. Tôi có biển quảng cáo đâu, tôi hợp đồng với ai đâu. Bây giờ như tôi gấy một bên, dập hết một bên hướng sườn rồi vẫn cố định với anh em ngày nào tôi cũng nói. Mà một cái xe hai người cũ khỏi bỏ ra hết, trong này toàn cái người mới đi theo trong. Tháng tôi nói từ tháng 3 rồi, mỗi một cái xe hai người cũ đi, bao nhiêu người mới đi theo tôi bỏ hết cả người cũ kia. Mà anh em cứ không thực hiện được, ngày nào cũng như ngày nào đó. Cứ mỗi một xe hai người cũ, bao nhiêu người mới ngồi chặt lên xe luôn. Tôi sao tôi tải rồi. Trên 6.000 bệnh nhân làm sao tôi tải rồi, tôi không tải rồi đâu. Còn những cái bệnh ấy nó quá nguy hiểm ấy, thì cái bệnh ấy nhà thì ca giả ra, những cái ung thư
Yên ra gần cuối cái gan phổi kia đấy. Các bạn cũng lưu ý ấy. Thì đến đây tôi hợp tốt mới được, không hợp tốt tôi đến thua được, không phải cần thánh cái gì đâu. Tôi vẫn cố định lúc tôi hỏi một nói, nếu mà nó ổn hay theo, không ổn đi trong khác ngay, còn cái bệnh đi, đi trong khác đi. Cái này tôi nói rằng để tha cho tôi lấy không khí, vì cây thuốc thì tôi mới dập hết rồi đấy. Đấy, sẽ có ngày anh em tôi đến một gia đình. Bắt đầu đến một cái hết thuốc, không tìm thấy tôi đâu, cứ sang tập. Nếu mà về đến cửa khẩu Tân Thanh phải gọi tôi. Người nhà bên thầy của tôi làm ở bên đây, bên cửa khẩu đấy, làm giấy xuất nhập cảnh là đi được thôi, sang bên đấy gặp tôi. Còn nó phải hết thuốc cái muối một tháng mới ở đây 11 ngày thôi nhá. Ngày 12 uống rượu, ngày 13 say rượu thì không đi, đi ngày 14, nếu không say rượu 13 tôi đi đến, ngoài gặp tôi được đấy. Cái này nói dứt khoát đấy anh em, không giấu giếm cái gì không. Sang bên kia phải biết học luật, không biết học luật người ta mang đấu cao còn nó đủ ấy. Mm-hmm.